Xin mời quý vị và các bạn đến với video kính cường lực Quang Nam Phát Glass Kính cường lực 10 ly bao nhiêu tiền 1 mét vuông Kính cường lực 10 ly bao nhiêu tiền phụ thuộc khá lớn vào khối lượng Và quý vị và các bạn sắp tới sẽ thi công như thế nào Khối lượng càng lớn thì giá thành nó càng rẻ Nhưng nó sẽ dao động ở khoảng 620 đến 650 nghìn đồng trên mét vuông Đấy còn lại nếu như mà quý vị và các bạn làm mái kính hoặc là nội thất kính cường lực cũng như là mặt bàn kính cường lực tủ kính cường lực 10 ly thì giá bao giờ nó cũng sẽ cao hơn 650 đến khoảng tầm 800 000 đồng trên mét vuông tại vì khối lượng ít và thời gian thi công nó lâu thì giá thành bao giờ nó cũng sẽ sẽ đắt hơn à, xin mời quý vị và các bạn vào video này để xem like kênh và chia sẻ kênh ủng hộ kênh subscribe kênh xin mời quý vị và các bạn đến với những video tiếp theo xin chào quý vị và các bạn